Tin chuyển nhượng 27/7, Atletico chiêu mộ thành công Le Norman. Tin chuyển nhượng 27/7, Tân Vương Euro có bến đổ mới. Atletico chiêu mộ thành công Le Norman. Chelsea sở hữu trung vệ trẻ người Argentina, Dortmund sắp có Couto, là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong 24 giờ qua. Chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Atletico Madrid đã chiêu mộ thành công trung vệ Robin Le Norman từ Real Sociedad với giá 30 triệu euro. Nhà đương kim vô địch Euro trở thành tân binh đầu tiên của Roseland ở hè 2024. AC Milan đã đưa tiền vệ Manu Kon của Mönchengladbach vào danh sách mua sắm ở hè 2024. Năm 2021, Rossoneri từng theo đuổi cầu thủ 23 tuổi nhưng anh lại gia nhập Mönchengladbach. Dortmund sắp sửa chiêu mộ thành công hậu vệ phải Giang Couto từ Man City. Mức phí của thương vụ này là 25 triệu euro kèm phụ phí. Hai câu lạc bộ sẽ hoàn thành nốt vài chi tiết cuối trong hợp đồng trước khi mọi thứ xong xuôi. Tiền đạo người Iran, Sada Aghmal sẽ rời Leverkusen gia nhập câu lạc bộ Shabab Al Ahly của UAE với giá 5-6 triệu euro. Mùa trước, chân sút 29 tuổi khoác áo AS Roma theo dạng mượn. Chelsea đã mua xong trung vệ 19 tuổi Aaron Ansemino từ Boca Juniors với giá 20 triệu euro. Cầu thủ người Argentina sẽ tiếp tục khoác áo Boca ít nhất cho đến tháng 1 năm 2025 để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Leverkusen vẫn chưa bật đèn xanh cho Bayern về trường hợp của trung vệ Jonathan Tah. Tuyển thủ Đức đang đợi được cho phép rời đi để có thể đàm phán với Hùng Xám. Hậu vệ Ryan Sessegnon đã tái hợp với Fulham theo dạng tự do sau 5 năm anh rời câu lạc bộ chuyển đến Tottenham. Cầu thủ 24 tuổi đã ký hợp đồng 2 năm với đội chủ sân Craven Cotta kèm lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Everton xác nhận đã mượn thành công tiền vệ Jesper Lindstrom từ Napoli đến hết mùa 2024-25 kèm lựa chọn mua Đức với mức phí không được tiết lộ. Inter Milan đã từ chối đề nghị của Juventus dành cho tiền vệ Davide Fratti. Nerazzurri xác định Fratti vẫn đóng vai trò đáng kể trong đội hình nên không đồng ý để anh rời đi. Trước đó, Inter Milan đã giữ chân thành công Hakan Calhanoglu trước sự dòm ngó từ Bayern.